Máu đã chảy, nước mắt đã rơi và sự hoang loạn bao trùm tất cả. Đó là một cảm giác thật ám ảnh mà những cổ động viên Argentina đã phải trải qua sau khi họ di dời đến sân Maracana cổ vũ đội nhà. Dĩ nhiên khung cảnh bạo lực đó khiến những chiến binh La Albiceleste vô cùng đau lòng và phẫn nộ. Họ đã lên đến đỉnh điểm khi phải tận mắt chứng kiến những người hâm mộ quê hương bị đối xử bất công và đầy bạo lực nơi đất khách quê người. Messi với tấm băng thủ quân trên tay và tình yêu mãnh liệt với dân tộc đã không thể nào đứng yên. Anh đã dùng tầm ảnh hưởng của mình để có động thái kêu gọi sự bình tĩnh giữa các nhóm người hâm mộ đang xảy ra bạo động. Messi dẫn đầu đoàn quân áo sọc xanh trắng tiến vào đường hầm nhằm phản đối tình trạng bạo lực. Đó là niềm hổ thẹn của những vũ công Samba trong ngày mà trận siêu kinh điển Nam Mỹ diễn ra dưới sự theo dõi của hàng triệu khán giả khắp hành tinh. Thế nhưng các cầu thủ Brazil lại chẳng nhận thức được điều đó, họ vẫn cho mình thái độ hung hăng và đầy khiêu khích. Chính Rodrigo đã dùng cụm từ hèn nhát để đả kích Messi và các cầu thủ Argentina khi họ trở ra. Tuy nhiên, dường như tiền đạo của Real Madrid đã quên mất rằng những kẻ hèn nhát mà anh đang chế giễu đang là những nhà đương kim vô địch thế giới đầy kiêu hùng, ngạo nghễ. Còn Seleção của tiền đạo sinh năm 2001 thì đang phải cắt đôi nỗi sầu. Kẻ hèn nhát không thể nào viết nên lịch sử. Đó là dòng trạng thái được Rodrigo De Paul, một nhân vật chính trong màn thu hùng tại Maracana, viết trên X nhằm bày tỏ sự bức xúc của anh với cách cư xử của các cầu thủ Brazil, đặc biệt là Rodrigo. Rodrigo đã nói với Messi và De Paul rằng họ là những người hèn nhát khi vào phòng thay đồ trước trận thắng của Argentina. Messi dẫn đầu đội bóng sau khi những cổ động viên xô xát và cảnh sát Brazil phải dùng dùi cui để tấn công những cầu thủ viên Argentina, buộc trận đấu phải hoãn lại gần 30 phút. Sau đó, Messi ngay lập tức tiếp cận Rodrigo để túm gáy của chàng tiền đạo này và hét vào mặt: "Chúng ta là những nhà vô địch thế giới, sao lại hèn nhát được?" Messi đưa tay bịt miệng để ống kính không thể biết được anh đang nói gì. Nhưng câu nói này đã được truyền thông Argentina công khai qua một góc máy quay trực diện với Messi. Messi đã định bỏ đi, nhưng Rodrigo chưa chịu dừng lại và nói tiếp với vẻ thách thức: "Được rồi, hãy đợi xem trận đấu này thế nào, chúng tôi sẽ cho các anh thấy." Messi liền quay lại và đáp trả: "Được, chơi thì chơi." Và rồi kết quả sau trận đấu chẳng khác nào cú đấm hướng thẳng Rodrigo. Brazil phơi áo 0-1 và để lại một hình ảnh nhếch nhác xấu xí trong mắt người hâm mộ thế giới. Họ đánh mất hình ảnh một Seleção đầy quyến rũ với những điệu nhảy samba đầy ma thuật. Giờ đây, đội bóng áo vàng đang trình diễn một thứ bóng đá đầy hắc ám và bạo lực. Kẻ hèn nhát thì không thể viết nên lịch sử, là tiếng lòng của Rodrigo De Paul trong một cuộc chiến mà anh đã phải chịu đựng sự đau đớn về mặt thể xác khi liên tục là mục tiêu triệt hạ của các cầu thủ Brazil. Một mình De Paul đã phải chịu tới 3 tình huống chê xấu vào thẳng vùng mặt khiến anh bị chảy máu mũi. Và tiền vệ được mệnh danh là vệ sĩ của Messi cũng khiến cho Brazil phải nhận 2 tấm thẻ vàng, đặc biệt là chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Jolinton. Với cá tính của mình thật ngạc nhiên khi De Paul lại nhẫn nhịn khi anh không hề đáp trả đối phương bằng những tình huống tương tự, mà tiền vệ này của các đồng đội thậm chí không phải nhận bất cứ một tấm thẻ vàng nào. Phải chăng vì Argentina đã hèn nhát như những gì mà Rodrigo đã nói? Tuy nhiên chắc chắn chẳng có sự yếu hèn nào ở đây cả. Messi cùng các đàn em của mình đã chơi thứ bóng đá của một nhà vua thực thụ. Họ sẵn sàng chống lại sự hắc ám của Brazil bằng sự bản lĩnh của những người đàn ông, bằng quyền năng của những nhà vô địch thế giới. Một chiến thắng trên mọi phương diện của những vũ công tango. Họ đáp trả lại và thay cho lời nói đanh thép của những cổ động viên Argentina đang phải hứng chịu bạo lực trên khán đài. Và Argentina hèn nhát sao được khi chính những cầu thủ còn khoác trên mình nguyên bộ trang phục thi đấu mỏng manh đã tràn vào khu vực khán đài để đòi lại sự công bằng khi lực lượng an ninh của Maracana đã trang bị đầy đủ vũ khí đang hành hung các cổ động viên Argentina. Họ mặc kệ sự an toàn của cơ thể quý giá được bảo đảm bởi những bản hợp đồng bảo hiểm cả triệu đô để lao vào đám đông hỗn loạn, đặc biệt là hình ảnh thủ môn Martinez quan sát thấy một vài cảnh sát Brazil dùng dùi cui đánh cầu thủ viên Argentina. Anh đã leo lên khán đài để ngăn cản hành động này. Martinez sau đó được một số đồng đội và thành viên ban huấn luyện kéo lại, nhưng anh không thể nào giữ được sự bình tĩnh mà vẫn lời qua tiếng lại với cảnh sát. Đoạn video gây lại cảnh tượng này sau đó được lan truyền trên mạng và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Rodrigo, trẻ người non dạ, có lẽ cũng đã nhận ra sai lầm của mình khi nói ra những lời lẽ không hay, hoặc niềm thù hận quá lớn đã lấn át đi sự tỉnh táo của anh. Rodrigo cần biết mình đang ở vị thế nào khi đối đầu với một tập thể đã vượt qua bao thách thức để bước lên đỉnh thế giới. Hành trình cổ tích của Argentina tại Qatar được viết nên bởi những người đàn ông quả cảm. Chiếc cúp vàng lịch sử lần đầu tiên kể từ sau năm 1986 là một chiến quả rất ngọt ngào với người dân Argentina. Argentina đã để thua ngay trận ra quân,
nhưng họ đã đứng trên tất cả sự chế giễu. Để rồi, những chiến binh đó rũ bùng đứng dậy dưới ánh hào quang được tỏa ra từ đôi chân của Messi. Có những khoảnh khắc tưởng chừng như Argentina sẽ không còn góp mặt ở World Cup, thế nhưng họ vẫn rất lì lợm và kiên định đi đến phía cuối con đường. Đánh bại Pháp đã chứng tỏ tinh thần quật cường của những cầu thủ đến từ Nam Mỹ. Một chiếc vô địch để đời, và đúng như The Pool đã nói, những kẻ hàng nhát thì không bao giờ viết nên lịch sử. Còn với Brazil, họ có thể vỗ ngực tự hào khi có 5 lần sở hữu chiếc cúp vàng thế giới, 5 ngôi sao trên logo. Thế nhưng, đã qua rồi, thời của những huyền thoại sân cỏ như Romário, Ronaldinho, Carlos, Ronaldo, Seleção phải đối mặt với một sự thật rằng đã 20 năm trôi qua kể từ World Cup 2002, họ vẫn chưa thể nào tìm lại được sự thăng hoa, sự cân bằng của những điệu nhảy samba đầy quyến rũ ngày nào. Hàng chục ngàn cổ động viên đến Maracanã đã phải lặng lẽ cúi gằm mặt ra về khi nhìn Brazil đón nhận thêm những cột mốc không vui trước đại kình địch. Đây là trận không thắng thứ tư liên tiếp của Brazil và là thất bại thứ ba liên tiếp của họ. Một phong độ tồi tệ mà Brazil chưa từng phải trải qua trong 22 năm kể từ năm 2001. Có chăng chính Brazil mới là những kẻ hèn nhát? Họ hèn nhát khi không dám nhìn thẳng vào sự thật rằng sức mạnh của tập thể này đã rệu rã đến mức họ đã bị đại kình địch Argentina bỏ rất xa phía trước. Vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ không hề nói dối. Brazil cần dũng cảm để đối diện với sự thật này, thay vì cứ dùng những chiêu trò hay động thái tiêu cực làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bóng đá. Thậm chí những cầu thủ Brazil mới là người nổ súng cho cuộc tranh cãi nảy lửa đó. Đó không phải là một hành động quân tử. Ông Kinh Mai quay sau đó chỉ về phía Gabriel Jesus đã có cử chỉ giơ hai ngón tay với ý nghĩa rằng đây là lần thứ hai mà Argentina yêu cầu trận đấu hoãn lại. Hành động này đã lọt vào mắt của Lo Celso và hai bên đã xảy ra va chạm. Nhưng có vẻ Gabriel Jesus cũng quên mất rằng trong cuộc đụng độ tại vòng loại World Cup 2022 với Argentina, trận đấu bị hủy cũng là do bên phía Brazil gây ra vấn đề. Khi bóng vừa lăn được vài phút, các nhân viên an ninh thậm chí được cho là mang cả súng cùng những quan chức y tế Brazil xông vào sân truy bắt các cầu thủ Argentina với cáo buộc vi phạm những giao thức phòng chống Covid-19. Sự cố xảy ra bắt nguồn từ hiềm khích sau khi Argentina đánh bại Brazil trong trận chung kết Copa America gần 2 tháng trước. Và đó cũng là một trong những vết nhơ trong lịch sử các trận siêu kinh điển Nam Mỹ. Còn với Messi, anh đã khép lại trận đấu cuối cùng trong năm 2023 bằng một vấn đề ở cơ hãn. Sau khoảng thời gian bão tố vừa qua, Messi sẽ được trả lại khoảng thời gian yên bình bên gia đình nhỏ của mình sau một mùa giải đầy những gian truân. Sau trận đấu cuối cùng trong năm 2023, tôi sẽ trở lại Miami và có thể tận hưởng lâu hơn một chút vì các con của tôi vẫn đang đi học ở đó. Đó là một khoảng thời gian rất quý báu để giúp tôi tìm lại sự cân bằng và bình phục chấn thương. Sau đó, chúng tôi sẽ đến Argentina cho một kỳ nghỉ mới và hướng đến năm 2024 với một nguồn năng lượng và sức mạnh. Argentina hiện nay sẽ tiếp tục là một đội bóng làm nên lịch sử và những chiến thắng vĩ đại. Chiến thắng ngay tại Maracana ngày hôm nay rất đặc biệt. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì sự ổn định này để hướng đến năm mới 2024 với những thành công thì vẫn đang chờ đợi phía trước. Lionel Messi không bao giờ vỗ ngực tự nhận anh là cầu thủ xuất sắc nhất hay là người thống trị lịch sử làng túc cầu. Messi chẳng hề kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng đừng bao giờ xúc phạm Messi, các đồng đội của anh và đất nước Argentina của anh bằng cụm từ hèn nhát. Khi đó, những kẻ xúc phạm kia sẽ thấy được quyền năng thực sự của Messi. Bởi Messi is Infinity.